Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Năm ngày 22 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Nguy hiểm nào đang rình rập Thủy Tiên. Dòng tiền từ thiện vẫn tiếp tục ùn ùn được chuyển về tài khoản của ca sĩ Thủy Tiên, khiến nhiều người bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của cô. Đã có những lời dọa dẫm, cảnh báo cô được truyền đi trên mạng xã hội. Từ đó, cộng đồng mạng đã kêu gọi một chiến dịch bảo vệ cô ca sĩ tốt bụng, giàu lòng nhân ái này. Hiện tượng ca sĩ Thủy Tiên trong một tuần huy động được hơn 105 tỷ đồng chính là thước đo niềm tin chính xác nhất của người dân đối với các hội đoàn của nhà nước. Hay nói theo cách trực diện thì đó là cái tát trời giáng vào Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, đoàn thể và chính quyền đã đập ra. Đây là hình ảnh chụp trang giới thiệu Facebook giả mạo Trần Văn Kiệt và bình luận vô lý của người này. Nhiều ý kiến đã bắt đầu nhen nhóm sự đe dọa cho Thủy Tiên như tự huy động vậy là phạm luật hoặc là vi phạm quản lý hành chính và rất nhiều lý do khác. Đặc biệt có bình luận của tài khoản Facebook tên Trần Văn Kiệt với phần giới thiệu về bản thân là cán bộ cao cấp về tư tưởng, lý luận Mác Lênin, chống phản động đến giọt máu cuối cùng đã được lan truyền trên mạng. Ông này viết như sau, cho hỏi số tiền trên 100 tỷ thì có bao nhiêu phần trăm thật sự đóng góp hay phần nhiều là những thành phần phản động ở hải ngoại lợi dụng thời cơ gây rối. Tôi đề nghị các cơ quan chức năng phong tỏa ngay tài khoản cô ca sĩ Thủy Tiên này, hoặc là chuyển giao tài khoản cho một cơ quan có thẩm quyền quản lý như Hội Phụ Nữ hay Hội Chữ Thập Đỏ. Chưa bàn đến tính chính danh của tài khoản Facebook này đã sử dụng hình ảnh của ông Giàng Xeo Phử là một chính trị gia người dân tộc Hờ Mông đã mất năm 2017 làm ảnh đại diện, thì bản thân nội dung bình luận trên đã khiến nhiều người bức xúc. Đa số là dư luận cho rằng ông này xúc phạm lòng nhân ái của người dân. Đề xuất tịch thu tiền của ông khiến người dân liên tưởng đến một loại vết nhơ của đảng như cải cách ruộng đất, đánh tư sản, cướp đất của nông dân và biến họ thành dân oan. Bên cạnh đó, có nhiều bài viết bày tỏ sự lo lắng dành cho Thủy Tiên. Đây là hình ảnh cho đến chiều ngày 17 tháng 10 năm 2020, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mới tổ chức lễ phát động ủng hộ nhân dân miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng bão lũ, trong khi đó ca sĩ Thủy Tiên đã vật lộn quyên góp và đến trực tiếp địa bàn từ mấy ngày trước rồi. Facebook Lê Bảo Nhi dự đoán như sau. Rồi sẽ có kịch bản viết bài bôi nhọ là em Thủy Tiên không minh bạch, chi sai mục đích vân vân. Và có kịch bản đòi lại tiền chẳng hạn. Hoặc cũng có kịch bản nói là em đánh bóng tên tuổi. Và kịch bản em tham tiền và rất nhiều thứ khác. Nói chung những lòng dạ của những con người như vậy chưa lường hết được. Có khi khóa tài khoản cũng coi chừng. Còn Facebook Nguyễn Minh cũng bày tỏ sự lo ngại như sau. Điều này đang lặp lại như trường hợp của MC Phan Anh mấy năm trước. Và rất nhiều những lời biệt thị đã vùi dập ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của Phan Anh chỉ trong vòng một nốt nhạc. Đồng thời, người này cũng kêu gọi cộng đồng mạng hãy sáng suốt, đừng đu theo các phong trào để vùi dập và làm thui chột những hành động tốt đẹp của người khác. Còn Facebook Bùi Văn Thuận cũng dự đoán một kịch bản không hề lạc quan về đề xuất một giải pháp nhượng bộ với chính quyền để đổi lấy sự bình yên. Ông viết như sau, dự đoán có lẽ cộng đồng mạng, những người yêu quý ca sĩ Thủy Tiên phải chuẩn bị tinh thần để bảo vệ cô. Kiểu làm mất mặt đảng như thế này thì Thủy Tiên rất dễ ăn đòn từ chế độ. Nếu khôn thì Thủy Tiên nên chia đôi số tiền đã quyên góp được, giữ lại để làm từ thiện, cứu hộ, trợ giúp miền Trung một phần. Phần còn lại góp hoặc gửi cho Mặt trận hoặc Hội Chữ Thập Đỏ của đảng. Như vậy có lẽ cô sẽ yên thân với đảng. Cùng với đó có rất nhiều đề xuất mang tính xây dựng được gửi đến Thủy Tiên. Đây là hình ảnh lũ lớn trên sông Hiếu gây ngập diện rộng ở khu vực xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Đâu đâu cũng là biển nước. Nhà báo Ngô Nguyệt Hữu thì đề xuất, mong chị nghĩ đến việc thành lập một quỹ như Vì Phụ Nữ Miền Trung chẳng hạn, với những nhân viên giúp việc có trả lương, hoặc nâng cấp thành công ty xã hội hoạt động kêu gọi thiện nguyện. Từ quỹ này, chị cho chị em phụ nữ nghèo khó bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, bị bạo hành, vay vốn, hướng dẫn, làm ăn. Ví dụ cho vay từ 20 đến 50 triệu đồng trong vòng 3 năm không lãi suất chẳng hạn. Như vậy, tiền sẽ không mất đi hoặc thất thoát rất ít, giúp được nhiều người hơn và giúp được nhiều cá nhân thoát khỏi khó khăn hơn. Và cũng là cách lan tỏa năng lượng yêu thương, đùm bọc nhau của dân tộc, cho nhau một giải pháp căn cơ, một cần câu, một cơ hội. Mong chị cân nhắc. Cảm ơn rất nhiều hành động. Tấm lòng Bồ Tát của chị. Còn Facebook Điệp Hoàng thì bày tỏ quan điểm của mình
bảo vệ Thủy Tiên như sau. Mình chỉ nghĩ Tiên không đến từng nhà, gặp từng người, ép người ta đưa tiền cho Tiên, mà mọi người gửi tiền đều tự nguyện. Tự nguyện vì tin tưởng, vì trao cả niềm tin và tiền bạc của mình cho em ấy. Thế thì hà cớ gì mà cứ thắc mắc đến dọa dẫm em ấy vì việc cá nhân không được vận động tiền cứu trợ hay từ thiện. Ai cũng muốn đồng tiền mình bỏ ra được đến tay người cần và giúp ích được họ qua cơn khó khăn. Nhưng không phải ai cũng đến tận nơi để đưa tận tay như Thủy Tiên. Vậy nên người ta đưa cho em ấy để em ấy chuyển giúp. Đó chẳng phải là một hình thức ủy quyền đối với việc sử dụng tiền bạc hay tài sản hay sao? Khi một bên đã ủy quyền, một bên nhận ủy quyền bằng niềm tin, bằng sự quyết định đối với tài sản của mình, thì hà cớ gì thắc mắc và gán ghép cho nó vào quy định cứng nhắc và không mấy phù hợp kia. Cũng lại có những ý kiến cho rằng số tiền đó do thế lực thù địch chuyển vào, nhưng người tiếp nhận tiền là Thủy Tiên kia mà. Nếu cô ấy không phụ thuộc vào thế lực thù địch, hoặc thế lực thù địch chẳng thể nào chi phối nổi cô ấy vì sự lo lắng của người ta phỏng có ích gì. Hoặc thế lực thù địch mà họ có tiền rồi vì lý do nào đó mà không thể gửi ủng hộ qua các cơ quan đoàn thể để hỗ trợ bà con miền Trung thì cũng quý chứ sao, sao phải thắc mắc nhiều như vậy. Vậy thì hãy động viên Thủy Tiên để cô ấy thực hiện tốt vai trò của mình và đừng khiến những người khác nản lòng. Bản thân tôi muốn tự mình đi đưa tiền cho người cần giúp đỡ hoặc gửi ai đó mà tôi tin tưởng, chứ tôi ghét cái kiểu cầm danh sách dí vào cửa và bảo ủng hộ ít nhất 100.000. Tiền bỏ ra không tiếc, chỉ không biết nó đi đến đâu mà thôi. Và những ngày này, trên mạng xã hội cũng đã lan tỏa chiến dịch đoàn kết lại, chắn gió bão cho cô ca sĩ yên tâm làm việc lớn. Đây là hình ảnh ca sĩ Thủy Tiên tận tay chuyển quà đến người dân bị lũ lụt. Có ý kiến cho rằng công cụ giờ nhiều lắm, như phản đối trên mạng xã hội, thu gom chữ ký kiến nghị, sửa đổi điều luật, viết giấy sẵn ủy quyền Thủy Tiên tùy ý sử dụng tiền đã chuyển, vân vân. Nơi các địa phương Thủy Tiên đi qua thì nhanh chóng phụ giúp, hỗ trợ các thủ tục cần thiết. Đừng đòi hỏi cô ấy phải từ thiện qua trung gian là được. Còn nhà thơ, dịch giả Hoàng Hưng thì đề xuất hành động của các bên như sau. Phía cư dân mạng thì cần phải làm. Thứ nhất là phản đối mọi công tác bới móc, suy diễn, âm mưu ngăn chặn việc làm thật hiệu quả của cô Thủy Tiên. Thứ hai là ngược lại, không suy tuyên quá mức, nhất là mở rộng sang hình ảnh chính trị, kẻo nhà nước giật mình sẽ ngăn chặn cô. Bài học Pháp Luân Công bên Tàu còn đó, vì quá hấp dẫn quần chúng mà Pháp Luân Công bị Đảng Cộng sản tiêu diệt thảm khốc. Còn về phía nhà nước, không có bất cứ động thái nào nhằm ngăn chặn, kiểm soát việc làm đang rất hiệu quả và có sức lan tỏa thiện tâm ra cộng đồng. Ngược lại, phải tạo điều kiện tối đa cho cô đi phân phối hàng cứu trợ hiệu quả. Không nên tự ái, lúc này cứu dân là việc tối cao. Tiếp theo, từ hiện tượng này, lập tức nghĩ đến chuyện hợp thức hóa mọi quỹ từ thiện tư nhân nếu muốn vừa phát huy hiệu quả đã rõ như ban ngày của nó, vừa kiểm soát được những tiêu cực có thể phát sinh bằng luật định. Phía cô Tiên và các ngôi sao khác đang nhận được nhiều tiền cứu trợ của người dân gửi gắm, thì với số tiền lớn trong tay, tôi đoán là cô và các bạn đã và đang tiến hành lập một ban điều hành để quản lý việc chi tiêu, sử dụng hiệu quả tối đa và sẵn sàng minh bạch, tránh mọi hiểu lầm, ác ý. Tôi chỉ mong việc đó sớm ngày nào, tốt ngày ấy. Và trước rất nhiều quan điểm trái chiều, ca sĩ Thủy Tiên trưa ngày 21 tháng 10 đã đăng đàn bày tỏ rõ ràng quan điểm của mình. Đây là hình ảnh Thủy Tiên và ekip của mình không quản ngại khó khăn, gian khổ và cả sự nguy hiểm để đến động viên, an ủi và hỗ trợ người dân gặp thiên tai. Thủy Tiên viết như sau, về ý kiến số tiền quá lớn nên cần có một tổ chức cứu trợ như một bộ máy thu nhỏ để làm việc này có hiệu quả hơn, hoặc giao cho một bên cơ quan chức năng nào đó để giải ngân tài chính minh bạch, hoặc thuê một bên thứ ba nào đó để kiểm tra tài chính, vân vân. Tất cả những đóng góp này Tiên cảm ơn và ghi nhận rất nhiều, nhưng mình không làm theo được. Mỗi người sẽ có một quan điểm riêng để làm từ thiện, một cách riêng để giúp đỡ cộng đồng. Việc tổ chức một bộ máy cồng kềnh càng làm rắc rối và mất thời gian họp hành, rồi đưa ra quyết định. Nhỡ đâu trong bộ máy mình xây dựng không có người đàng hoàng, gây ảnh hưởng không tốt đến tổ chức thì lại càng nguy hiểm và trở thành miếng mồi ngon cho các tổ chức phản động chống phá nhà nước, nên tuyệt đối không thể. Tiên chỉ là một cá nhân và Tiên chỉ làm việc theo cái tâm của một cá nhân mong muốn giúp đỡ cộng đồng. Tiền trao cho tay để giúp đỡ bà con, không thông qua một tổ chức nào cả và cũng không tạo ra một tổ chức nào cả. Tiền người dân gửi cho Tiên đi trực tiếp giúp đỡ
là tiền phải cầm đi dù có cực đến mấy. Nếu giao cho một cơ quan tổ chức nào thì khác gì tiền lừa họ. Phát biểu trên của Thủy Tiên một lần nữa khẳng định tấm lòng nhân ái của nữ ca sĩ và đã làm ấm lòng những người dân đã gửi chọn niềm tin nơi cô. Nhưng có lẽ sự việc chưa dừng lại ở đây. Rất mong sự nghiệp cứu trợ nạn nhân lũ lụt miền Trung của ca sĩ Thủy Tiên thành công tốt đẹp và cá nhân cô được vạn sự bình an. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Năm ngày 22 tháng 10 năm 2020 với bản tin Nguy hiểm nào đang rình rập Thủy Tiên. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.